Chờ khoảng tầm 4 giờ, tầm khoảng 4 rưỡi 5 giờ là kiểu gì cũng có người vào rồi. Nói chung ấy là như tôi cũng đã nói với các vị rồi, tức là ấy, ngày mai thì chắc chắn là y mùa thứ tư sẽ là tâm điểm, nhưng tôi cũng xin thông báo với các vị một điều luôn là như thế này, các vị cứ chuẩn bị tinh thần là phần tiếp theo nó còn vui hơn nữa nhé, nó Có còn không cánh mà bay, các vị phải đi bắt được từ con số 0 đúng không? đấy. Nhưng mà đấy chưa phải là điều cuối cùng, bởi vì các con tần phụ đằng sau ấy nó còn khiến cho các vị còn sợ hãi hơn nữa đấy. Nếu Có các biết Redder không? gì Có biết Redder? đâu À từ từ, quên 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 quên, còn chưa update mà, chưa có patch update, làm sao vòng được. thì chắc lại đâu lại tận 10 giờ trưa đấy, bởi vì cái vụ bởi vì lần này là bởi vì cái lần này là gì nhỉ, bởi vì cái lần này là nó là một cái master update, nó thay nó cũng thay đổi các thứ cũng loạn hết cả lên, cho nên là bây giờ cũng mới cẩn thận cả chết vẫn hơn. À cái đủ má nhá, bên Việt Nam mình vẫn không cho giã con này với con M20 240 Tesseract, có con bên này là nó cho giã con Green Whisper Crystal này. À, nhưng bù lại thì bó vật vĩnh viễn không được xóa, nhưng được cái là công có thể đổi sang công có thể kiểu gọi gì nhỉ, có bó vật thừa thì nó cho vào event xong rồi đổi lấy token. Lại lên đây chơi. À đây đây dân chơi gì nhỉ, Nam Vũ, Yuji Nam Vũ đây, nhìn qua bảng GP cao công đi nhá. Quy vô 09 vậy. Gì là 90? Là PF03 này, KCPDBK này, nghe có vẻ công bằng nhã chưa từ BI ở gì, nhưng mà nhiều người cũng tham phiền lắm đấy, quên ghi điện. KCPDBK này, một cấp in này, bộ số TFX, không vẫn hơi buồn cười cho bọn này đấy, cho bà gọi mắc P. Theo góc nhìn người dân Việt Nam mình là như vậy. Trang 2 chúng ta có số 16 này, MG36, CPGS, đá con này về Việt Nam thì tôi mong cho vào GP. Câu hiểu ý rồi đấy. VZ58 này, CVZ mà ép bản gốc thì gì nhờ? Kiếm được free rồi thì ít nhất được bản bôn thì cho phần thưởng AI rồi thì ít nhất bản gốc cũng cho có may mắn gặp P cũng lắm, còn nếu mà gì nhờ dễ dãi hơn cho thẳng bán thẳng cho cửa hàng, nhưng mà gì nhờ bán thẳng cho cửa hàng thì phải nó lại hơi quá đà, đấy bởi vì có thể nó sẽ trở thành là gì nhờ? TP version 2. đấy TOV version 2 Russian mission. thì lại AK-12 Silencer với cả Rexxas-12 cho combo. Wild West. Và West thì là đua Double Barrel Silver với cả con QS Gold SAA. Đang nghĩ rằng cái con chết tơ vào đây nó mới chuột bài. Còn đây. Nó mới đúng combo miền Tây. Còn này với kinh này. Double Barrel thì dình shotgun thời đấy đúng là hai nòng thật, nhưng mà Này con cái này với kinh này. DR1 Red Tipping và KCG Soret Van Lep Manich cùng combo GP luôn nhá. Đỉnh sướng chưa? vãi đạn. Mà trước đây là hai con này như là quả bóng bắn ZP phải. Giờ lại vào đây. Ô 15 50 Nemo Assist này. Cái suy 58D này, Na SR hai con Na SR luôn. Cả Na SR 16 và 25 cùng một combo. G33 này. FN chạm phát sóng này, EG 76, Mark 10. Đây liệu M24. M24 Việt Nam đã có nhưng mà vấn đề nó chỉ có cho cái bản đồ Shooting Center LMU. Viện kiểm sát này, VHS này, PPSA này, DR21, Swiss Vidigan, KTX CPK, M21, hàng phế của phế nhá. Bố phế luôn mà. Rifle Còn mang đấy thì gì nhỉ, nhất một cầu cơ may mắn GP đi, chứ đừng có ném thẳng vào cửa hàng, bởi vì ném thẳng vào cửa hàng xúc phạm vạch cả đồn. nhưng mà tôi thật tập tố một mảng GP cũng mà cho hàng phế thì nó cũng xúc phạm chả kém. Không, cho vào gì nhỉ, cửa hàng GP thì nhiều người sẽ gì nhỉ, nhiều người sẽ gì nhỉ, đắn đo đỡ đổi một công gì anh nhìn
cửa hàng làm gì. Mà web PVF PVK nhưng mà